Đây mọi người, đây còn nửa bọc. Nửa bọc này là mình sẽ làm gỏi nha. Trời ngon quá. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người nha. Các bạn ơi, hôm nay thì là một buổi sáng, nói chung là cũng gần tới trưa rồi. Thì nãy giờ mình làm cũng đã rất là nhiều. Đó thì mình sẽ bắt đầu là mời mọi người thưởng thức với mình cái món gỏi này nha. Đây là cái con cá dỗi rất là ngon. Thì ai đã từng thưởng thức qua thì sẽ biết được ha. Cái loại cá này là mình, nói chung là xương nó cũng không có nhiều đó các bạn. Đó, nó khác cái con cá nhói nha. Tại vì nó là cái con cá mà nói chung là thịt nó ngon. Đó thì để biết nó ngon hay không thì mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình cái món gỏi này nha các bạn. Mình cũng đã từng đã ăn qua rồi, rất là ngon nha các bạn. Giờ hôm nay mình sẽ mời các bạn thưởng thức với mình. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị xong chưa rồi. Đây là bữa cơm của gia đình, mình mời mọi người cùng thưởng thức và ăn cơm với mình nha. Nói chung là cái gỏi rất là ngon nè mọi người, nếu ai đã thưởng thức là biết. Giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức và ăn cơm chung với mình cá gỏi các bạn. Ăn này có ăn cơm đâu rồi, trời ơi nó mau đi. Ăn nhiều cái này, phải có mấy con. Được không? Có hai con mình ăn. Cái này có họ làm cái gì ạ các em? Làm mong mong mong. Cái này ở nhà mình ăn thì mình sắc dậy nha mọi người, còn các bạn ra quán nó khác nha. Quá mọi người, thịt cái nó ngon quá. Nếu mà nói gà cá chích ngon hơn nó rồi. Cá này làm gỏi rất ngon nha, thịt nó ngon lắm mọi người. Cá dồi. Cá này gọi là cá liền kiềm. Cá này lại gọi là cá kiềm biển. Tên thật là tên cá kiềm. Còn ở quê còn ở đảo mà gọi là cá dồi. Ngon mọi người, ăn này có ăn cơm. Quá ngon. Mọi người nha, thưởng thức cái món thịt này nha.
Trời ngon quá. Nó mềm mềm. Nó không có ngọt nha mọi người. Nó lạt. Khi mình ướp vô thì nó ngon rồi. Nước còn dưa không dài đâu. Mời các bạn thưởng thức cho mình một ly rượu nha. Uống nhâm nhâm chứ bạn. Chung cái món cá gỏi này nó ngon nha mọi người. Dạ. Thì nếu các bạn các cô chú nào mà đã thưởng thức được cái món cá này là ngon lắm nha. Đó. Nè mọi người. Thấy không? Mình ăn không à. Vậy có nặng chanh lại mình ướp gia vị vô nó ngon không? Rất là tuyệt vời luôn. Mình uống rượu yếu lắm. Nói chung là mình phải nhâm như thêm một miếng nữa các bạn thì nó rất là ngon. Đó. Mùi là củ cốc mạnh lắm. Xong các bạn mới đúng. Mình đúng con ly một để mà nhâm với cái món thịt này. Các bạn ơi, xin vừa thưởng thức xong một cái món cá gỏi rất là ngon. Nói chung là các bạn đã từng thưởng thức rồi các bạn sẽ biết đúng không? Cá này ngon rồi mọi người. Thì nếu mà nói về cá chích với lại cá này thì cá chích nó rất là ngon. Tại vì nó có xương, cá chích thì mình cảm nhận là nó ngon, mình cũng đã từng ăn. Nhưng mà lâu lắm rồi mình chưa thưởng thức lại. Thì nếu ai mà đi Phú Quốc á, thì cái hòn đảo nó rất là nhiều cá chích. Nói chung là cá nó rất là nhiều và ngon lắm các bạn. Đó. Thì mình cũng gần cái bên đó thôi à. Nói chung là mình nói các bạn là thì theo mình cảm nhận là cái con cá giỏi này nè là cái tên thật đó là con cá kiềm các bạn, nó là cá kiềm biển đó. Thì các bạn ơi, bây giờ là cái cảm nhận của mình là nó rất là ngon nha. Nói chung là mình ăn vô cảm nhận mà mình ướp gia vị thì nó ngon, lại mình cộng thêm cái nước chấm của cái đậu phộng đó, nó thơm, nó ngon lắm mọi người đó. Bây giờ là mình xin kết thúc cái video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn đăng ký subscribe và chia sẻ cho kênh của Sinh mạnh nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.